Hello, em cần xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em ở nhà, ăn mặc thì nó nông dân như này, đúng chất là nông dân luôn. Thì hôm nay thì em làm cái clip này xin phép các bác và cũng đồng thời là xin ý kiến các bác là về một vài cái vấn đề mà em có dự định. Đấy. Thì đầu tiên thì cũng phải chia sẻ như thế này. Em không hiểu tại sao là em là một người rất có niềm tin vào xe điện, sau này nó phát triển tốt. Em thì em rất ít chia sẻ lên trên kênh của em là em tin vào xe điện sau này nó sẽ tràn ngập thị trường, các bác thấy không? Em chưa bao giờ chia sẻ kiểu như vậy. Thế nhưng mà thực sự là trong lòng em thấy tin là như vậy. Trước đây lúc mà mới xe điện mới ra ấy, thì nói thật với các bác là em cũng nghi ngờ. Em bảo rằng là bất tiện lắm, sạc như này thì bất tiện lắm. Thế nhưng mà sau này, một thời gian sau thì khi mà em nhận lệnh lại rồi thì em thấy có một điều như này. Chỉ xe điện sẽ phát triển, chuyển át được cái xe xăng với cái dòng xe du lịch, dòng xe nhỏ át được xe xăng nếu như thời gian sạc nó sẽ nhanh lên, pin nó bền và quãng đường di chuyển nó sẽ dài ra. Thì em khẳng định là cái điều đấy đều sẽ làm được. Và cũng không hiểu tại sao em cũng có niềm tin vào cái chính bản thân con người trên trái đất này là người ta sẽ sản xuất, người ta sẽ tính toán, người ta sẽ nghiên cứu ra để người ta làm được cái việc đấy. Đấy, bởi vì những cái gì cần là con người ta đều có thể nghiên cứu ra làm được rồi. Cách đây ví dụ như là 100-200 năm làm thế nào để bay lên bầu trời. Mọi người sẽ thấy những cái video từ ngày xưa ấy là phải làm bằng giấy, bằng tre, bằng bạt để bay, lấy đà bay lên đúng không? Nhưng bây giờ con người bay lên cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đấy, thì bây giờ cũng như vậy. Thì em mong rằng là tất cả những cái kiểu như nhu cầu di chuyển của con người trên trái đất đó là sự thật và là hiện thực. Thì có rất nhiều cái di chuyển khác nhau. Trong khi đó cái di chuyển quãng đường gần một vài trăm km rồi đi từ nhà này sang nhà kia ở tất cả mọi nơi trên thế giới là nhiều nhất. Thế còn đi đường xa hẳn đi chăng nữa thì nó đi máy bay. Thì máy bay thì đúng không? Sau này đi tên lửa hay là dịch chuyển tức thời gì đấy là không, thì cái đấy thì sau này tính sau. Nhưng cái nhu cầu di chuyển thì các bác có đồng ý là cái nhu cầu tất yếu và nhu cầu nhiều nhất trên trái đất này không? Đấy. Và bây giờ nếu mà đi xe điện thì mọi người vẫn cứ lăn tăn là đi được ít quá, thời gian sạc lâu quá đúng không? Nhưng mà sau này em tin rằng là với cái công nghệ phát triển như bây giờ, không phải là 10 năm nữa, có thể là 10 năm, có thể là 20 năm thì sao ạ? Thì cái xe điện nó sẽ đâu đó sạc chỉ 5-10 phút thôi, nó sẽ đi được thậm chí là 500, thậm chí là 1.000 km. Đấy. Và hiện tế thực tiễn đã có một vài bài báo có viết lên rằng là xe có một công ty nào đó sản xuất ra một loại xe điện sạc đâu đó 5 phút là đi được 1.000 km rồi, đúng không? Đấy thì cơ bản đấy nó chỉ là cái báo hoặc là báo lá cải, báo mõm, thì bản thân em thì cũng không chưa tin vào cái điều đấy, nhưng cũng có thể tin được vào cái xã hội, vào cái các nhà khoa học là sau này người ta sẽ nghiên cứu ra được một cái loại chất liệu, loại pin rồi cải tiến là như nào đấy để quãng đường đi lăng nhanh lên. Em chỉ thấy cần là chỉ mình sạc tầm khoảng 15 phút mà đi được đâu đó khoảng 500 cây là được rồi. Đấy. Còn nếu như mà sau này đi nhiều hơn nữa 700-800 cây nữa thì ok quá, thì chắc chắn là xe điện sẽ ok. Và chính vì có cái niềm tin như vậy và tương lai, trước mắt thì chưa, nhưng tương lai em rất muốn là chuyển sang một cái kinh doanh là chuyên là xe điện không các bạn. Đấy, xe xăng thì đương nhiên là vẫn làm và hiện tại thì em vẫn làm. Tháng này em vẫn bán đâu đó là tầm khoảng tháng vừa rồi cũng bán đâu đó khoảng hơn chục con rồi. Đấy là ít. Thế còn xe điện thì em cũng rất rất muốn làm xe điện các bạn ạ. Đấy, và hôm nay, tương lai thì có lẽ là em sẽ làm cái xe đấy. Và theo các bác, em có nên chuyển đổi dần sang mô hình kinh doanh xe điện hay không? Đấy là câu hỏi đầu tiên mà em xin ý kiến các bác. Đấy, cái câu hỏi thứ hai thì các bác biết rồi đấy. Em xin phép em cầm cái máy nhá. Cái câu hỏi thứ hai thì em được xin phép các bác là muốn đầu tư và xây dựng một cơ sở hạ tầng liên quan đến xe điện. Đấy. Ở đây thôi thì các bác hình dung thế là em đã làm rất nhiều những cái video rồi. Từ đây là cái xưởng của em này. Đây là cái xưởng của em này. Và hiện tại thì ở đây nó có một mảnh đất. Mảnh đất ở đây nó đi, nếu mà không tính xưởng của em, đi từ đây chiếu từ đây ra ngoài kia thì nó dài đâu đó khoảng tầm 45 m. Dài ra tận ngoài đường là 45 m. Chiều rộng của nó là được khoảng 19-20 m. Chưa kể là hai mặt đường này. Đấy, chưa kể là bên kia cũng có một mặt đường nữa khá là rộng. Đấy. Thì cái ý tưởng của em là như thế này, và em xin phép hỏi ý kiến các bác là có nên làm hay không. Thì các bác hình dung nhá, xe điện thì tương lai nó sẽ rất nhiều, em tin với niềm tin của bản thân thôi, nhưng mà đi tin tưởng thì cũng có thể là cái đúng cái sai, phải không các bác? Đấy. Thế nhưng mà với niềm tin của bản thân là em tin rằng là cái xe điện ấy, xin phép các bạn em nhảy lên đây ạ. Wow. Đấy, là cái xe điện của nó sau này nó rất là nhiều, và khi mà rất là nhiều ấy thì người dân này phải mang xe đi sạc, và mang đi sạc ấy thì em muốn là thành lập hay là xây dựng một cái khu tổ hợp, trong đó có sạc pin, trong đó có giải trí, trong đó có ăn uống,
trong đó có kiểu như là ngồi chơi, có trong trong đó có nghỉ ngơi. Đấy, thì các bác thấy thế nào? Em lấy ví dụ này nhá. Em sẽ mở ra, em lấy ví dụ này. Em mong muốn là giả sử toàn bộ cái chỗ như này nhá, toàn bộ cái chỗ như này. Rộng như vậy, rộng 20 m, sâu vào 45 m. Em xây dựng lên, em áng áng hôm rồi em áng áng, em xây dựng được khoảng khoảng tầm 25 đến 30 trụ sạc. 25 đến 30 trụ sạc để đó. Và từ đây trở vào là em làm một cái khu kiểu như là, thứ nhất là có cột võng cho tài xế các thứ nghỉ ngơi. Đấy, có thứ hai là phục vụ trà đá với cái 3.000 một cốc chẳng hạn. Đấy, và cái thứ tư là phục vụ cà phê. Cái thứ năm nữa thì có thể là phục vụ cái nhu cầu cao hơn nữa. Ví dụ như là đất ở đây chỗ này khá là của em khá là nhiều nhá. Đấy, ví dụ như là ở bên dưới cái showroom kia, bên dưới kia của em, thì em sẽ làm một cái tổ hợp để cà phê, để bóng bàn, bia, giải trí. Đấy, thì khi mà những cái bạn trẻ ấy, kìa các bác nhìn xem, ở dưới kia nói thật ra là em còn gần 500 mét vuông nhá. Đấy, chỗ để xe thì em còn cái mảnh đất ở chỗ kia để xe nữa, xanh xanh kia. Đấy, và cái chỗ này là hiện tại em đã thâu tóm được, không phải là mua mà là thuê. Thuê một thời gian thì nó cũng khá là dài. Cái xưởng xanh này, xưởng ở giữa là của em rồi. Cái xưởng xanh này gần 300 mét vuông là của em rồi. Cái bên ngoài là bia và bên trong này là cái mảnh vườn này nữa. Đấy, và bên trong cái mảnh vườn này thì lại là đất của em nữa. Đây, chia riêng cái xưởng là đất của em nữa. Thế như vậy thì tổng diện tích của nó, chiều dài nó đâu đó khoảng tầm gần 50 mét và chiều rộng khoảng 20 mét. Đấy, thì đấy là tổng toàn bộ diện tích của nó. Thế nhưng mà các bác ạ, em dự kiến và em xin ý kiến các bác là em định đầu tư sau này thôi, còn bây giờ thì chưa biết, là một cái khu tổ hợp dịch vụ dành cho xe điện. Cái thứ nhất là có khoảng tầm 25 đến 30 trụ sạc là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì khi mà đầu tư như thế thì nó sẽ có những cái dịch vụ đi kèm. Ví dụ như là trà đá, cà phê, võng nghỉ ngơi, chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đấy, thậm chí là có chỗ chơi game hoặc là có những ghế massage cho khách ngồi nữa, đúng không? Đấy, và nếu mà có thể nữa thì em có thể đầu tư ra khoảng đâu đấy đó khoảng tầm 10 đến 20 bàn bia. Đấy, lắp xuống đây. Để làm gì ạ? Để khách để có thể là tối đi chơi, thanh niên trẻ sau này sẽ thanh niên trẻ rất nhiều đúng không? Đấy, họ đi chơi và họ mua xe điện, họ mua xe điện và tối chỉ cần họ đi chơi thôi. Họ vào họ uống cốc cà phê nghỉ ngơi thôi. Đấy, hoặc là đi chợ đi chơi đến khoảng tầm 1-2 ván bia thôi. Đấy, hoặc là 3-4-5 ván bia đi thì xe cắm vào trụ điện. Đấy, thì ra cắm vào trụ điện xong vào đi chơi. Đấy, thì đấy là cái ý tưởng của em. Thì không biết là các bác theo dõi em lâu năm rồi, em thấy các bác cho em xin một ý kiến là cái ý tưởng đó nó thế nào. Đấy, có thấy các bác có cảm thấy ok hay không? Đấy, thực sự mà nói thì đây cũng chỉ là cái suy nghĩ của cá nhân em thôi. Thế cho nên em cũng chưa biết được là nó sẽ là như thế nào. Nhưng là cái xu hướng, cái đường hướng thì em đang mong muốn nó là như thế. Đấy. Giống như kiểu ở miền Nam ấy, đã có một cái mô hình gọi là cà phê chạm sạc. Thì em thấy được rằng là cái đất ở đây em cũng khá là rộng rồi, hai bên đường khá là rộng rồi. Thì em dự kiến lắp được khoảng tầm 25 đến 30 trụ cơ. Đấy, lắp được khoảng 25 đến 30 trụ sạc liền. Mà mỗi trụ sạc bây giờ, mỗi một xe nếu tại thời điểm bây giờ nó chỉ sạc đâu đó có khoảng 3-40 phút thôi. Đấy, cùng lắm là một tiếng quay đầu. Đấy, chứ sau này nó có thể nó sẽ nhanh hơn thì có sạc đâu đó khoảng tầm 15-20 phút là xong. Thế nhưng trong khoảng thời gian đấy thì họ ngồi ở trong xe họ cũng chán nha. Đấy, rồi đi đi lại lại nó cũng chán nha. Thực ra ngồi trong xe mà mùa đông ấy thì lướt TikTok một tí thôi là có thể là hết nửa tiếng rồi. Thế nhưng mà nhiều người không thích như thế thì có thể là ra bên ngoài ngồi vào một quả làm thêm cái khu dân vườn tiểu cảnh rồi hồ cá koi các thứ cho mọi người ngồi đấy, thứ nhất là vừa thư giãn. Cái thứ hai là có thể là đợi sạc và cái thứ ba nữa là có thể là ủng hộ một cốc cà phê, một cốc trà đá hay là một cốc sinh tố gì đó, đúng không? Đấy, còn chưa kể đến nói đến ăn sáng, bởi vì nói thật ra ở những cái tầng như thế này này, ở những cái nhà như này thì em có thể xây dựng lên thành 3 tầng. Đấy, tầng này có thể cà phê, tầng dưới có thể ăn sáng và tầng trên nữa thì có thể làm cái gì đấy nữa chẳng hạn. Và nếu muốn thì có thể là sang bên kia chơi bia qua nhá. Đấy, để em lấy ví dụ là bia thôi. Em chưa kể là có thể mở sang massage, có thể làm gì đấy chẳng hạn, đúng không? Thế nhưng mà đấy chỉ là cái ý tưởng kiểu như là kinh doanh xu hướng sắp tới. Các bác thấy thế nào? Thực ra thì cái này em suy nghĩ khá là lâu và khá là đầu rồi. Hôm nay cũng là cái video đầu tiên mà em lên em chia sẻ và cũng như là nói chuyện với các bác về cái mong muốn là như vậy. Đấy. Đất đai thì mình có thuê được rồi, ngon lành, không sao hết. Diện tích thì mình có, diện tích đất tất cả mọi thứ thì có rồi, thì là rất 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 nhiều cái mà có. Đấy. Thế ấy, có hai vấn đề thôi. Thứ nhất là xu hướng tương lai thì em muốn là kinh doanh xe điện. Đấy, kinh doanh xe điện.
Bởi vì nói thật các bác, niềm tin của em là như thế. Còn có thể các bác không thích xe điện hay không thích như nào đấy thì em không sao cả, không sao. Các bác không thích thì cũng không sao. Nhưng đấy nó là cái ý tưởng của em và cái quan điểm của em. Đấy. Cái thứ hai là em muốn là có một cái mô hình tổ hợp, một khu tổ hợp cho xe điện. Đấy. Nếu có thể thôi thì sẽ có những cái dịch vụ liên quan đến xe điện nữa. Đấy, nhưng mà chỉ liên quan đến xe điện thôi. Đấy. Ví dụ như là em bên này chẳng hạn, bên này giả sử như bên này em có thuê được nhé. Em đang muốn mua nhưng giả sử em không mua được và em thuê. Đấy, giả sử như em thuê được thì em có thể mở lên đấy một cái khu gọi là chăm sóc xe điện chẳng hạn. Có thể là dọn rửa. Đấy. Có thể là sửa chữa, gầm bệ rồi các thứ linh tinh. Đấy, có thể là mình làm thêm lại khá là một khu tổ hợp. Đấy. Khách hàng đến đây có thể là vứt xe vào trong đấy cho làm, rửa ráy sạch sẽ xong xuôi đâu đấy cho ra đây cắm sạc cho. Các bác thấy thế nào? Đấy. Khách hàng chỉ việc là ngồi ở đâu? Ngồi ở trên này uống cà phê, ngồi ở dưới ăn sáng, hay là sang bên kia làm vài ván bia cho vào cho xe vào đấy dọn rửa chăm sóc từ A đến Z. Đấy, đấy là cái ý tưởng nhá, cái ý tưởng và cái hình dung. Đấy, cho vào trong đó là từ A đến Z, chăm sóc xong một cái thì cho ra đây cắm sạc điện cho luôn. Các bác thấy thế nào? Đấy. Thì mong rằng là các bác có những mỗi người có một ý kiến riêng, có một góc nhìn riêng đấy về hình thức kinh doanh như vậy, thì các bác cho em xin một ý kiến, một comment để có thể em cân đối vào những comment đó để có thể có một và thêm vài những ý tưởng mới, cái ý tưởng mà nên hay là không nên các bác. Ví dụ như các bác cho đưa ra một cái mặt xấu nào đấy mà em chưa nghĩ ra, đúng không? Đấy. Ví dụ như các bác có thể là mở ra cho em một cái đường hướng kinh doanh mới, ví dụ như là mở tổ hợp xe điện như thế thì em có thể làm thêm cái gì đấy, kiểu như thế đấy, có thể là bán đồ chơi cho xe điện hay gì đấy chẳng hạn. Đấy là vì em lấy ví dụ như thế các bác nhá. Đấy, ok, thì clip này em xin phép được xin ý kiến của tất cả anh em xem video là em có hai vấn đề như vậy. Các bác và anh em cho em xin một comment, dù là một comment, một ý tưởng gì đó bất kỳ ở trong đầu của anh em, nên hay là không nên, thì anh em có thể cho em xin một comment nhé, hoặc là một cái ý kiến nào đó liên quan đến hai cái vấn đề này các bác nhé. Xin chào các bác, mong rằng em xin được một comment của các bác.